Xin chào các cô, các chú, các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến tập 3 của tác phẩm truyện Tần Mỹ Xã Hội Cha và Con Trai của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Đây cũng là niềm động viên rất là lớn đối với Đình Duy cũng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc, vì hiện tại thì tác giả cũng vẫn đang trong quá trình sáng tác tác phẩm truyện này, và Đình Duy cùng kênh rất may mắn được gửi tới quý vị khán thính giả sớm cái bộ truyện rất hay và hấp dẫn này. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng đến với tập 3 Cha và Con Trai. Xuống tàu điện từ ô chợ Dừa, thấy còn sớm nên Sinh định ghé chợ mua mấy bìa đậu theo thói quen. Chợt nhớ ra trên tay là túi cá, cô đi bộ về ngõ Thịnh Hào 3 vì muốn rán cá trước khi trời tối. Chẳng có liễn mỡ như mọi nhà, Sinh lấy lọ thủy tinh có đựng mỡ cá mang ra rán. Bếp vốn chật thì đặt vừa một cái chạn cũ và bếp dầu, còn gạo phải để cạnh máy khâu kê gần cửa sổ. Để tránh mùi bay vào nhà, Sinh ra ngoài hành lang ngồi rán cá. Căn hộ tập thể rộng 30 mét vuông, có kê một giường đôi cho hai vợ chồng và che lại bằng tấm rido. Bố mẹ chồng nằm bên ngoài trên sàn nhà. Cũng may, ở trên tầng 3 nên không ẩm thấp. Sau này, thấy sống trong căn hộ chật chội, bất tiện, bố mẹ chồng cô về Thanh Hóa sinh sống. Ngày trước, bố mẹ chồng làm một xí nghiệp dược phẩm. Căn hộ là tiêu chuẩn nhà nước phân. Đó là sự ghi nhận bao năm cống hiến. Mỗi hành lang ở hai bên cầu thang có 3 căn hộ diện tích tương đương, chỉ có nhà ở trong cùng rộng hơn. Khi xưa được phân căn hộ là niềm tự hào, nhưng có ở mới thấy sự bất tiện, bởi bếp riêng nhưng nhà vệ sinh dùng chung, chẳng đến mức vo giấy xếp hàng như dưới xóm lao động. Nhưng 3 hộ gia đình với chục con người, tất cả đều phải rời nhà đúng giờ để đi làm và đi học. Do vậy các nhà ngầm chia nhau giờ đi vệ sinh. Tính toán chu toàn là vậy, nhưng cơ thể con người đâu có tuân theo. Lâu dần cô cũng thích nghi. Sinh vừa rán cá vừa thầm nghĩ. Cô dạy môn lịch sử, nhưng tên là Sinh, kệ cũng hợp. Riêng chồng tên là Phấn, nghe đã liên quan đến giáo dục. Kiểu như phấn trắng bảng đen, hoa phượng đỏ, còn ruột xanh màu rau muống. Bàn phối màu với nhiều cung bậc, đó là cuộc sống của những giáo viên như cô. Nhà có một người là giáo viên đủ vất vả, hai người làm nghề bán cháo phổi chẳng sung sướng gì. Tuy nhiên nếu so với chồng, hàng ngày được chấm bài, soạn giáo án, cô vẫn sướng hơn rất nhiều. Còn chồng cô khác nào con thuyền không bến. Nói một cách hình tượng, chồng cô hiện nay như người chèo đò nhưng phải ngồi trên bờ. Đó là nỗi đau khiến người ta sống mòn trong cơ chế và định kiến. Tuổi chưa đủ để về hưu, chồng cô hàng ngày dắt xe đến trường. Nhìn bộ mặt hằn sâu sự cam chịu, còn đôi mắt vô hồn sau cặp kính cận, cô thương nhưng lực bất tòng tâm. Đợi chồng xuất xe đạp vào, Sinh nhanh chóng bưng mâm rồi dục chồng tắm mát để ăn luôn. Được ngày nấu cơm sớm, chưa cần thắp đèn dầu, thấy chồng nhìn vào đĩa cá rán, cô kể lại việc vừa ghé về thăm nhà nên bà dúi cho. Biết chồng từ ngày chẳng được đứng lớp nên tâm trạng không tốt. Cô tránh không hỏi việc ở trường, tuy vậy là người có lòng tự trọng, hễ ai gọi là thầy, lúc đó chồng cô có sự nhẫn nhịn đến đau lòng. Trong bữa ăn, Sinh nhìn chiếc máy chữ cũ đặt trên bàn. Cô dè dặt đề nghị chồng nhận soạn thảo đơn từ. Việc không quá vất vả lại phù hợp. Thậm chí nếu ai cạn lời cạn ý, là thầy giáo nên chồng sẽ giúp họ soạn mẫu đơn rõ ý hơn. Biết chồng chưa thông, cô chẳng dám nói nhiều. Quả thực sống cảnh thiếu trước hụt sau, khiến nhiều lúc cô lâm cảnh bế tắc. Dẫu mong được làm mẹ, thèm nghe tiếng trẻ con khóc, nhưng cuộc sống như này còn thêm con nhỏ, nó sẽ nhấn chìm gia đình nhỏ trong túng thiếu. 3 năm trở lại đây, mọi thứ đều leo thang giá cả, còn đồng tiền mất giá. Để duy trì cuộc sống là sự cố gắng không nhỏ. Điện vừa có, đã mất. Sinh thắp ngọn đèn dầu để may gia công. Tiếng máy khâu trở thành âm thanh sống động, nó thay cho tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa của nhà bên cạnh, hay tiếng cãi vã nhau của vợ chồng nhà sống bên đầu hồi. Hồi mới lấy nhau, trước bàn làm việc cùng tủ sách là niềm tự hào của hai vợ chồng.
Nhưng để duy trì cuộc sống, Sinh buộc phải ngồi ở bàn máy khâu nhiều hơn bàn làm việc. Còn chồng cô lo việc xếp hàng lấy nước để thấy mình sống có ích. Dù mẹ cô đã khuyên hãy dệt len giống bà, cô vẫn thích may gia công hơn, bởi tiện đường từ phố Hàng Bột sang phố Khâm Thiên giao hàng, sau đó vẫn kịp đạp xe đến trường dạy học. Chẳng giống như mấy khu tập thể rộng rãi, căn hộ của hai vợ chồng tương đối chật, còn nơi đun nấu đứng vừa một người. Do vậy, việc nuôi gà hay nuôi lợn là không thể. Mất tài sản quý nhất là chiếc xe đạp khiến cô tiếc ngẩn ngơ và buồn cho phận mình hẩm hiu. Cầm hai chỉ vàng nhưng lòng rối như tơ vò, bởi ngoài 30 tuổi cô vẫn khiến mẹ già lo lắng. Giống người đi tập thể dục, hai vợ chồng Sinh đi ngang cửa trường cấp 3. Kỳ thực, cô đến hợp tác xã Thành Đồng gặp người cháu họ. Việc mua xe đạp cô không dành, dù hai chỉ vàng có thể đeo vào ngón tay, cô vẫn rủ chồng đi cho yên tâm. Sở dĩ phải đến hợp tác xã vào tối muộn, bởi lúc đó có điện họ mới sản xuất, ban ngày chỉ những xã viên đóng gói mới ngồi làm việc. Con ngõ này thông ra nhiều đường đi lên Đê La Thành tới những nơi tập kết sắt vụn. Rẽ sang ngõ Thịnh Hà 1 có xí nghiệp ốc vít Thương Binh và xưởng làm sơn mài Mỹ Nghệ. Hai vợ chồng nhìn hàng nước đậu cổng nhưng không dám ghé vào. Trong lúc đợi bác bảo vệ đi gọi người anh họ, Sinh phát hiện ra về khuya, con ngõ này ngay nơi cô sống không hề vắng vẻ. Dù cháu họ sống và làm việc cách căn hộ của hai vợ chồng không xa, Sinh hiếm khi thấy anh ấy ghé vào, có lẽ do không muốn làm phiền. Không cầm chiếc nhẫn 2 đồng cân vàng, nghe Sinh khổ sở trình bày việc mất xe, Chí Sẹo quay vào trong sân hợp tác xã, một lát sau dắt ra một chiếc xe đạp cũ rồi nói: "Sáng mai cô đi tạm con xe ghẻ này, việc mua xe không nhanh như mua rau được." "Xe này của ai vậy Chí?" "Cháu dắt trộm trong sân biếu cô." Chứng kiến màn đối đáp và thấy vợ có ngay xe đạp đi tạm, thầy giáo Phấn thoáng ngỡ ngàng xen chút nề sợ người cháu họ. Trái ngược với suy nghĩ của mình, dù đào ngũ rồi bị cải tạo một thời gian, cuộc sống của cậu ta chẳng hề khổ cực vất vả như hai vợ chồng. Điều khiến Phấn nhớ mãi về con người ngang tàng này, dù ít hơn Phấn đôi 20 tuổi, nhưng sự va chạm xã hội nhiều hơn. Gần 50 tuổi, nhưng cuộc sống và công việc chẳng thuận buồm xuôi gió. Thầy giáo Phấn tự thấy mình đã sinh nhầm thời. Ngày trước được sang Trung Quốc học là niềm tự hào của dòng họ. Quê anh tận xứ Thanh, vốn là đất học. Anh nhớ mãi gương mặt rạng ngời của song thân. Được phân về trường cấp 3 trong nội thành dạy Trung Văn, thầy giáo Phấn ngỡ mình sẽ có cơ hội phát huy khả năng. Ngoài giờ dạy học sẽ nghiên cứu về cổ thư và những áng thơ cổ, bởi Trung Hoa là một trong những nền văn minh của nhân loại. Trong lúc vợ còng lưng may hàng gia công, thầy giáo Phấn xách đôi xô tôn xuống nhà xếp hàng lấy nước. Dù biết là mất công phải sắm hẳn đôi thùng, quả thực anh chẳng đủ sức để làm việc đó. Không giỏi giao tiếp. Mãi 40 tuổi, nhờ bạn bè đồng nghiệp giới thiệu, sau thời gian ngắn tìm hiểu, anh đã cưới một người vợ cũng làm giáo viên, vậy là vẹn cả đôi đường. Hơn vợ đúng một giáp, anh thấy mình may mắn và tận hưởng phút giây hạnh phúc. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã xáo trộn tất cả. Chẳng có công văn, chỉ thị rõ ràng, một người từng học bên Trung Quốc bỗng thành đối tượng bị đồng nghiệp nghi kỵ. Khi nhận quyết định chuyển từ trường cũ trong nội thành về trường mới tận Thanh Trì, anh ngỡ ngàng nhưng đành tuân theo sự phân công của tổ chức. Về trường mới, họ không dạy tiếng Trung. Dù biết tiếng Nga, nhưng tổ ngoại ngữ không để anh đứng lớp. Nhân có cô giáo trong tư viện nghỉ theo chế độ thai sản, anh được thế chỗ lo việc cho mượn sách giáo khoa và trông nom mấy tủ sách. Khi cô giáo quay lại làm việc, ban giám hiệu xếp Phấn dạy những tiết thể dục hoặc những lớp có giáo viên bận đột xuất. Máy nước vẫn xếp hàng dài, Phấn châm lửa hút thuốc rồi đứng lặng lẽ một góc. Làn khói trắng mong manh đủ che mờ đôi mắt kính cận. Anh thấy mình sống lạc lõng giữa cuộc đời. Nhớ lại, hồi xưa còn sống ở làng, tụi trẻ con hay chơi trò trốn tìm. Những đứa bé hoặc ít tác dụng được tham gia chơi nhưng không có vai trò quyết định. Chúng được gọi chung là bình vôi. Hiện nay, mỗi ngày đến trường, nhìn đồng nghiệp bỏ lại sau lưng mọi lo toan cuộc sống để đứng lớp, trong khi đó anh như kẻ lữ hành cô đơn đi quanh sân trường. Phấn thấy mình vô dụng như bình vôi ngày bé. Thậm chí anh chua chát nhận ra một điều, bác bảo vệ đúng giờ đánh trống còn có ích hơn. Nhà có hai vợ chồng nên nhu cầu dùng nước không nhiều. Đường ngày vô tuyến có phim hay nên máy nước không quá đông. Cũng có thể. Đầu năm trời lạnh nên nhu cầu dùng chưa nhiều. Phấn đã xách nước, đồ đầy thùng nhựa, khi kim ngắn đồng hồ chỉ vào con số 12. Thấy vợ vẫn kỳ cạch bên máy khâu,
anh nhớ đến những câu thơ của Chế Lan Viên. Lũ chúng ta ngủ trong rừng chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Không phải làm ca sáng như công nhân để phải mang cặp lồng. Hai vợ chồng ngồi ăn khoai luộc thay bữa sáng. Dẫu biết mình đến trường cũng như cái bóng, nhưng thầy giáo vẫn luôn chỉnh tề. Khi áo sơ mi trắng bỏ trong quần, còn hơn chục năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Dù chẳng rõ mình sẽ sống như bình vôi đến bao giờ, thầy giáo vẫn đành lấy Khương Tử Nha bên xứ Tàu làm tấm gương. Khi ông lão tuổi 80 vẫn ngồi câu cá bên bờ sông Vị để chờ thời. Một thầy giáo vừa sang tuổi 46 nhẫn nhục làm bình vôi, thiệt nghĩ chẳng có gì phải buồn. Buộc chiếc cặp da vào phóc ba gà, thầy giáo phấn hòa mình vào dòng người đang tới chỗ làm. Dù chẳng còn được soạn giáo án hay chấm bài, chiếc cặp da cùng áo sơ mi trắng nó là niềm tự hào chẳng mấy người có được. Khi trên đường có màu áo xanh công nhân cùng những bộ quân phục bạc màu là chủ đạo, anh cho rằng nền kinh tế cơ bắp rồi sẽ phải nhường chỗ cho nền kinh tế tri thức. Ngậm ra bà bán nước vỉa hè nói đúng. Mọi người ăn khoai nhưng thích bàn chuyện vĩ mô. Tuy vậy, bao đầu óc thông thái gộp lại, tất cả đều nhỏ bé trước quyền uy của cô mậu dịch viên cửa hàng bán thực phẩm. Hàng ngày, từ nhà đạp xe ra phố Hàng Bột, nhìn sang bên kia đường có hàng phở mậu dịch, thầy giáo phấn tự hỏi, đã bao lâu rồi hai vợ chồng chưa được ăn phở? Dù người ta hay nói phở mậu dịch, kịch tivi, nhưng để có tiền thưởng thức món ngon Hà Nội không dễ. Sau lần xách cặp đồng đi mua nước phở về trang cơm nguội, gặp bộ mặt chẳng mấy thiện cảm của người bán, anh đã một đi không trở lại. Không ai khác, chính bà mẹ vợ đã từng nhận xét, người sĩ diện thường khó sống. Hình như bà nói thiếu hoặc bớt đi cho nhẹ. Đúng ra, phải là sĩ diện hảo. Dắt xe qua cổng, gật đầu chào bác bảo vệ, thầy giáo phấn không buồn khi nhiều học sinh chẳng chào. Đúng thôi, bởi các em đâu có biết anh dạy môn gì và chưa từng đứng lớp. Đi dọc hành lang, nhìn vào phòng hội đồng, thấy các giáo viên nói chuyện vui vẻ, thầy giáo phấn cố giữ vẻ tự nhiên như mấy năm qua vẫn vậy. Tiếng trống vừa vang lên, phòng hội đồng vắng vẻ bởi các giáo viên đã về lớp. Những giáo viên chưa có tiết đầu, họ thường căn giờ để không phải đến sớm. Đang không rõ mình phải làm gì hay ghé thư viện sách dán lại gáy sách, thầy giáo phấn thấy ông hiệu trưởng dắt con xe máy bình bịch dừng ở hành lang. Không giống như dòng xe Honda Coupe, con xe của thầy hiệu trưởng chạy xăng pha nhớt, nên nhả khói như nhóm lò. Nhưng có vẻ thầy thích cưỡi con xe này cho bình dân. Bước vào phòng hội đồng, thầy hiệu trưởng vui vẻ cho biết trường đã liên kết với hợp tác xã nông nghiệp của xã. Năm nay họ sẽ cung cấp rau, có thể thêm trứng vịt và cá khi tát ao. Tuy nhiên hàng tuần trường sẽ cử học sinh và giáo viên sang đó. Đây là hình thức không mới, nhưng giúp thầy cô cải thiện cuộc sống. Từ ngày được chuyển về đây, thấm thoát đã 4 năm. Thời gian đủ dài để thầy giáo phấn hiểu rõ mọi người, đặc biệt là thầy hiệu trưởng, người luôn vỗ ngực tự khen mình sống hòa đồng. Dẫu sao, không được dạy học, nhưng ở trong khuôn viên của trường cũng bức bối. Có dịp sang bên hợp tác xã nông nghiệp để thay đổi chút không khí, không hẳn là xấu. Thầy giáo phấn hỏi ngay. Vậy là tôi được biệt phái sang bên đó. Ây chết, thầy nặng lời rồi. Tất cả giáo viên trong trường sẽ luân phiên sang đó. Trước mắt thầy cùng cô Thoa đưa học sinh lớp 12 sang đó vụ đông xuân. Còn vụ hè thu, nhà trường sẽ bố trí người khác. Sinh ra từ làng, thầy giáo phấn lạ gì mấy vụ mùa. Anh chỉ cười khi thầy hiệu trưởng chơi chữ, bởi vụ hè thu sẽ rơi vào kỳ nghỉ hè 3 tháng. Sau đó là khai giảng năm học mới. Trường lấy đâu ra nhiều giáo viên để điều động. Trường hợp của anh chỉ là tai bay vạ gió. Còn cô Thoa do khúc mắc gì đó nên bị đưa vào diện ngồi chơi xơi nước. Nói ngồi chơi không hẳn đúng. Cô được dạy mỗi tuần vài tiết, nhưng ban giám hiệu không phân công cô làm chủ nhiệm lớp nào. Sự lắt léo khiến giáo viên bị đẩy xa bục giảng một cách từ từ, chẳng cách nào phản đối. Trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Đối lập với hình ảnh ồn ào nơi sân trường, thầy giáo phấn cùng cô giáo Toan lầm lũi bước đi dọc con đường đất để vào làng. Họ chẳng muốn đi xe đạp vì bất tiện. Dù chưa đến mức bụi mù mịt như mùa hè, quả thực nhìn áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây của mình giờ đi làm việc nhà nông chẳng hợp chút nào. Nhưng được ra ngoài thay đổi không khí, thầy giáo phấn tặc lưỡi chấp nhận. Do đã có sự làm việc từ trước, ông chủ nhiệm hợp tác xã không ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai giáo viên.
đầu năm, ngoài ra muống ngoài hồ, những loại khác đã thu hoạch bán cho huyện dịp Tết. Trong khi cô giáo Thoa ngồi bó rau và xếp trứng, Phấn được phát cho đôi ủng và một chiếc khẩu trang. Sau đó ông chủ nhiệm hợp tác xã cho mượn chiếc áo bảo hộ lao động khoác ra ngoài áo trắng. Đeo bình thuốc trừ sâu đã được pha theo tỷ lệ. Thầy giáo Phấn thầm nghĩ, nếu cha mẹ ở quê biết anh làm việc này, khéo họ buồn đến mức bỏ ăn. Đúng thôi, ngày xưa khi còn đi học, mẹ của anh thường nói, muốn thoát nghèo chỉ có học, bởi không có kiến thức sẽ vất vả. Buổi trưa có nắng không quá gay gắt, thầy giáo Phấn đạp xe từ trường về nhà. Anh nhớ lại hồi xưa mỗi lần về quê, ông trưởng họ tự hào vì bố mẹ anh đều là cán bộ thoát ly. Dù biết ông nói cho sang miệng, bởi bố mẹ mình chỉ làm công nhân tại xí nghiệp dược phẩm trung ương. Ngày đó anh vẫn thấy sự khác biệt so với bà con họ hàng làm nông dân một nắng hai sương. Hôm nay, được quay lại làm nghề nông, anh thấu hiểu nỗi vất vả của bà con. Nhưng cảm nhận rõ kiến thức của mình, chẳng ai cần đến. Đó là nỗi đau chẳng thốt thành lời. Cám cảnh vì thấy vợ quá vất vả, mọi bần bực ở trường đều bỏ lại sau lưng. Anh chỉ biết nghe đài đọc báo chờ thời. Khi đã chẳng thấy tương lai, đôi khi niềm vui đến từ việc đong được yến gạo ngon, lấy đầy thùng nước hoặc bữa ăn có thêm vài con cá. Dẫu biết nếu chỉ quần quanh việc làm sao không phải vác giá đi vay gạo, cuộc đời sẽ vô vị, anh cũng chưa đủ tài xoay chuyển tình thế. Không ngủ trưa như mọi bận, trong lúc vợ ngồi may hàng gia công, thầy giáo Phấn bưng chiếc máy chữ của Pháp xuống nền nhà để lau chùi. Chẳng cần mẹ vợ mách nước, anh đã từng đạp xe dọc phố Hai Bà Trưng, nơi có hơn chục người hành nghề soạn thảo đơn từ, văn bản. Ngồi quán nước ngay bức tường của hòa lò, anh thấy những người đánh máy chữ làm không hết việc bởi trụ sở tòa án gần đó. Do vậy, người có nhu cầu soạn thảo đơn tố cáo, khiếu nại hay kêu oan đều ghé vào. Khi cuộc sống càng khó khăn, đơn xin ly hôn cũng được thuê soạn thảo nhiều. Biết mình chẳng thể chờ máy chữ ra đó hành nghề, anh chọn ngồi gần trụ sở ủy ban quận cho gần nhà. Công việc này phù hợp với những ngày nắng ráo, nếu gặp hôm trời mưa gió là hỏng. Lau sạch hai quả lô, chuẩn bị sấp giấy than cùng giấy trắng. Anh biết, phải có thêm một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng hai chiếc ghế. Một cho mình và một dành cho khách. Hồi hộp giống như ngày đầu đứng trên bục giảng, thầy giáo Phấn cho tờ giấy vào đánh những dòng chữ đầu tiên kiểu như mở hàng lấy may. Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm năng kỳ nhân. Biết nhau đầy thiên hạ, hiểu ta được mấy người. Buổi chiều mát mẻ, Phấn chở chiếc máy chữ ra phố Hàng Bột. Rất may, bà cụ bán nước từng có con theo học nên đã cho thầy giáo mượn chiếc bàn con kèm hai ghế nhỏ. Nếu có khách không sao, khi rảnh rỗi thầy có thể ngồi ngay hàng nước cho tiện. Mang theo tấm bảng của học sinh, tạm quên đi thân phận giáo viên, anh nắn nót viết dòng chữ. Nhận đánh máy và soạn thảo đơn từ, sau đó treo phía trước. Chẳng rõ phải ngày đẹp, hay nói như ông đạp xích lô khi nãy ngồi hàng nước, là cờ bạc đãi tay mới. Khách không dồn dập, nhưng có vài người ghé vào. Bao năm gõ máy chữ các trang giáo án và bàn thảo về văn hóa Trung Hoa, anh được dịp thể hiện khi văn bản đánh xong đều đúng quy chuẩn. Giấy than là loại đắt tiền nên chữ rõ nét cả dấu phẩy lẫn dấu chấm. Cuối ngày, người bàn ghế vào quán nước, buộc máy chữ sau xe đạp, Phấn thong thả quay về khu tập thể. Chẳng phải nấu cám và tắm cho lợn như mấy đồng nghiệp. Việc xếp hàng, lấy nước rồi xách lên tầng 3. Đó là thứ không hao tâm tổn trí, nhưng đủ khiến anh mệt rã rời. Dù chỉ có 5 khách nhưng Phấn cảm thấy vui sướng vì đã mở ra hướng đi mới. Khi được làm công việc liên quan đến chữ nghĩa, anh thấy nó không bị hèn người đi. Buổi sáng đến trường dạy học, may ra được thế chỗ những thầy cô đau ốm, còn đa phần phải làm những việc không tên, nên anh chẳng còn niềm tin và hy vọng vào nghiệp dạy. Giả sử nếu sau này môn tiếng Trung được dạy trở lại, khéo lúc đó anh đến tuổi cầm sổ về hưu. Cuối cùng, chỉ còn có thể tự an ủi rằng mình sinh nhầm thời. Đưa tiền cho vợ, cẩn thận đặt máy chữ lên bàn làm việc, Phấn cởi áo sơ mi rồi nhanh chóng xách đôi xô tôn, gia nhập đội quân xếp hàng. Khi xưa, trên lý thuyết, máy nước ở tầng nào cũng có. Tuy vậy do nguồn nước yếu nên chẳng thể đủ lực đẩy lên. Đã nhiều lần anh thầm nghĩ, kể ra ngày xưa bố mẹ được phân căn hộ ngay tầng 1, cuộc sống đã nhàn hơn rất nhiều.
chẳng nói nhiều về việc phơi mặt ngoài phố. Cơm tối xong, thay vì đọc sách, Phấn ngồi chăm chút cần câu cơm của mình. Dòng máy chữ tuy bền, nếu không bảo dưỡng, vẫn hỏng như thường. Đã từng sử dụng nhiều năm, Phấn biết phần cơ gồm bộ bàn phím, chữ dập, cùng thanh gạt của máy còn tốt. Nó khiến tốc độ đánh máy được nâng cao. Khi máy đã trong trạng thái tốt, nhờ tập giấy than đắt tiền, văn bản rõ nét hơn nhiều so với mấy người soạn thảo văn bản bên phố Nam Đồng. Chiếc máy chữ được lau sạch sẽ, thấy còn sớm, nên Phấn lôi mấy tờ báo cũ ra. Anh cẩn thận cắt chúng thành từng mảnh có kích thước đều nhau. Nói ra, chắc nhiều người không tin. Sau khi hoàn thành chức năng truyền đạt thông tin, nó được dùng làm giấy vệ sinh như một quy trình khép kín. Từ ngày nước khan hiếm, mỗi lần rửa rau vo gạo, chỗ nước thừa được chút vào xô. Mỗi lần đi vệ sinh sẽ xách theo để cọ rửa. Tuy cha mẹ đã về quê ăn hưởng tuổi già, Phấn vẫn đau đáu bởi Tết này sẽ làm lễ mừng thọ tuổi 70 cho cha mình. Khi xưa, tuổi 70 được coi là thọ. Chẳng thế ông Đỗ Phủ thời Đường đã nói: nhân sinh thất thập cổ lai hy. Đất có lề, quê có thói. Trong lễ mừng thọ song thân, các con cháu đều làm lễ tế sống. Bởi nhà có phúc nên con cháu mới được lại sống cha mẹ. Đúng như câu, một lại sống bằng đống lại chết. Có vài năm học bên Trung Quốc, thấm nhuần nền văn hóa của nước láng giềng khổng lồ, Phấn hiểu sâu hơn câu trên. Nói đúng hơn, nó sẽ có ý nghĩa hơn khi đủ hai câu. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, thất thập năng nhiên bách tuế kỷ. Người thọ 70 xưa nay hiếm, 70 rồi muốn sống đến 100 tuổi. Chương trình tiếng thơ vừa kết thúc. Bóng điện chợt lóe sáng khiến súp vôn tơ của nhà anh cùng bên hàng xóm rú lên. Sau khi xoay núm, Phấn hạ thấp bóng đèn gần cửa sổ để vợ nhìn rõ hơn khi may hàng gia công. Chút nữa khi may xong đống hàng, vợ anh lại ngồi chấm bài cho học sinh trước khi móc màn đi ngủ. Chẳng bận tâm sáng mai mình sẽ đi nhặt trứng vịt, tưới cây hay dạy hộ thầy cô nào có việc đột xuất. Anh ngồi đọc báo trong lúc vợ làm hàng, bởi một người ngủ còn một người thức, đó là sự không sẻ chia. Đầu năm, trời về khuya vẫn se lạnh, tiếng gà gáy lạc giờ từ nhà nào vọng lại. Biết chẳng còn sớm, nhân hứng khởi từ việc có khách thuê soạn thảo đơn từ, lại thêm món canh cá nấu dưa dù ít đạm vẫn có chất. Phấn bút dọc lưng vợ, tình cảm nói: chả cần vào bia bà, vợ chồng mình chui vào màn, khác có em bé. Chui ra rồi lại chui vào mấy năm rồi, bụng em vẫn phẳng như tờ giấy bơ lưu. Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch chứ. Vâng, em tin anh thêm lần này, mai dậy sớm dọn bài vậy. Chàng còn mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần với chiếc bút kim tinh nhét túi. Thậm chí chiếc cặp da có hai khóa cài cũng được để trên bàn. Phấn mặc bộ quần áo màu sẫm, chỉ hơn bộ bảo hộ lao động một chút để tới trường. Có lẽ chiếc đồng hồ Pontiac cũ là thứ tài sản đáng giá. Còn xe đạp cũ kỹ với đôi lốp mòn vẹt chẳng biết sẽ mục khi nào. Trong 3 năm liên tiếp gấp thăm, cả lốp lẫn xăm xe đều chẳng đến lượt. Hôm trước anh đã múi mặt nhờ người anh họ của vợ, bởi anh ta đang làm lốp ở hợp tác xã Thành Đồng. Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc là bác bảo vệ. Có lẽ không quen mặt, bác ta tưởng Phấn từ Mạn Ngược trở về. Do 2 tháng liền tới hợp tác xã nông nghiệp không một lời kêu ca, ông hiệu trưởng thấy tiếp tục điều Phấn cũng bất tiện, chưa kể cô giáo Thoa bắt đầu phản ứng nên ban giám hiệu có sự điều chỉnh. Ngay khi tiếng trống trường vang lên, Phấn được giao việc kiểm tra môn thể dục cho học sinh lớp 10. Thầy giáo dạy môn đó nghe nói đi tập huấn, nghĩa là anh có một tuần kiểm tra lần lượt 3 khối lớp. Cầm chiếc còi trên tay, Phấn nhắc cậu lớp trưởng tập hợp các bạn đưa ra sân, bởi sự ồn ào sẽ ảnh hưởng đến những lớp khác. Không muốn làm khó học sinh, Phấn mở danh sách lớp rồi tổ chức cho từng top 3 học sinh chạy quanh trường lấy điểm một tiết. Không chấm quá chặt tay, nhìn bảng điểm của anh, đám học sinh gieo hò vì thấp nhất là điểm 8. Với Phấn, sự nghiêm chỉnh tham gia bài kiểm tra của học trò, dù chạy nhanh hay chậm, đều xứng đáng điểm cao. Dù không được đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen, được đám học trò gọi bằng thầy và kiểm tra chất lượng, với Phấn, bấy nhiêu cũng đủ khiến anh vui mừng. Khi tiếng trống tan trường vang lên, trong lúc học sinh ùa ra chật kín ngoài cổng, Phấn chưa vội dắt xe ra về. Anh sợ một bạn nào đó quý thầy rồi nhảy lên phóc ba ga,
vậy là lốp và xăm sẽ bục ngay vì quá tải. Chẳng rõ thầy hiệu trưởng đứng phía sau từ khi nào, con xe bình bịch vẫn dựng ngay trước cửa phòng ban giám hiệu. Mở chiếc cặp da bóng lộn, thầy hiệu trưởng lấy ra mấy tờ giấy đã ố vàng rồi nói: "Ơi, phiền thầy Phấn dịch giúp sang quốc ngữ, các cụ cao niên trong họ giờ cũng chịu không đọc được chữ này. Thầy có cần sớm không? Tuần sau tôi về quê, nếu có luôn thì tốt." Trao cho thầy hiệu trưởng bàn dịch thuật và được đánh máy cẩn thận, Phấn thở phào nhẹ nhõm vì tuần này anh được dạy tiếng Nga thay cô Dung nghỉ thai sản. Nhầm tính còn hơn 2 tháng nữa hết năm học, như vậy từ nay đến lúc học sinh nghỉ hè, anh lại được đứng trên bục giảng. Học bên Trung Quốc, nhưng vốn tiếng Nga của Phấn không hề kém cạnh, anh có thể đọc những tác phẩm văn học kinh điển bằng chính thứ tiếng của quê hương. Cách mạng tháng 10 vĩ đại đã đôi lần rơi vào bế tắc, anh tự hỏi tại sao ngày đó mình không được sang Liên Xô học. Khi đã không phải sang hợp tác xã nông nghiệp, Phấn ý thức hơn trong cách ăn mặc. Chiếc áo sơ mi trắng được mang hổ lơ, sau đó cài bút kim tinh để chỉnh chu từ trang phục tới lời ăn tiếng nói. Chẳng rõ vì đã dịch và đánh máy những trang về dòng họ của thầy hiệu trưởng nên có sự ưu ái, hoặc phòng giáo dục nhận thấy bắt anh ngồi chơi xơi nước làm việc vặt mấy năm vừa rồi là quá đủ. Chiều muộn, hai vợ chồng bắt đầu điện vào Hà Đông. Đoạn đường từ nhà vào ngôi tử đường của họ Hồ không xa, nhưng xe đạp quá cũ chẳng thể đèo nhau, còn mỗi người một xe đâm bất tiện. Đám dỗ của quan đốc học, tức ông nội vợ, đáng ra Phấn ở nhà. Chẳng hiểu sao bố vợ muốn anh đến dự cho đủ mặt con cháu dâu rể. Nể bố vợ là kỹ sư canh nông thời trước, nhưng cụ không những giỏi tiếng Pháp còn thông thạo khoản Hán Nôm. Phấn đành vào yên nghĩa, ăn dỗ. Ít ra, kỳ dỗ này anh chẳng ngại ngùng khi ai đó hỏi thăm về công việc. Khi được đứng trên bục giảng, anh thấy mình như ông lái đò lại được chở khách qua sông. Khi xưa có câu, một người làm quan cả họ được nhờ, tiếp đến thời Pháp thuộc. Nhiều khi một ông phán đi làm, nuôi được cả nhà gồm 2 bà vợ, mấy đứa con cùng bà vú. Chẳng rõ thực hư, nhưng Phấn đã chứng kiến một vài vị như thế hồi còn bé. Ngày nay, xã hội bình đẳng, vợ chồng đi làm để chung tay xây dựng xã hội và cuộc sống gia đình. Nói ra sợ bị quy kết là bất mãn chế độ hay có tư tưởng lệch lạc. Quả thực vì đồng lương eo hẹp, cả xã hội đều quay cuồng theo kiểu chân ngoài dài hơn chân trong. Từ dạo ngồi gõ máy chữ thuê ở phố Hàng Bột, tự dưng vốn sống của Phấn được nâng cao rõ rệt. Bước ra khỏi môi trường sư phạm, anh soạn đơn giúp người em đòi quyền thừa kế, giúp người vợ ly hôn chồng đòi quyền lợi. Có những người nhờ soạn đơn xin giảm án tù cho chồng, đơn kêu oan cho con trai. Mỗi lá đơn là một câu chuyện liên quan đến vài số phận. Chẳng phải ai cũng nói năng mạch lạc, viết đúng sự việc cần kêu. Phấn là người lắng nghe rồi soạn ra một lá đơn để những cán bộ có thẩm quyền đọc và nắm bắt nhanh sự việc. Anh thấy mừng vì dùng kiến thức giúp được mọi người. Ông cả Nghiên đã mất. Bố vợ của Phấn là ông Hai Mực, đảm trách việc cúng dỗ. Còn người cháu đích tôn của dòng họ, tức con trai lớn của ông cả Nghiên, nói như người xưa là học lắm hóa rồ. Chẳng rõ anh ta tiếp thu được kiến thức gì bên trời Tây, nhưng hoàn toàn thờ ơ với dỗ chạp. Đây là điều khiến những người trong họ buồn phiền. Từ Hà Đông về nhà, vợ chồng Phấn xuống ấp Thái Hà cùng bố mẹ vợ. Bởi lâu rồi mới có buổi gặp mặt. Biết bố vợ không vui vì ngôi nhà thờ của dòng họ chẳng người hương khói, Phấn giúp ông khỏi buồn phiền khi mang thơ đường ra bàn luận. Tuy là kỹ sư Tây học, nhưng khoản đường thi bố vợ Phấn rảnh rẽ. Bác học là vậy, nhưng Phấn biết mẹ vợ là người nổi bật hơn. Bởi bà chẳng học rộng tài cao, bù lại có thể chửi kẻ khác tràng giang đại hải một cách có vần, có điệu. Nhiều lúc Phấn thầm nghĩ, bố mẹ vợ hạnh phúc bên nhau nửa thế kỷ, bởi họ bù trừ khiến cuộc sống chẳng hề nhàm chán. Quan sát mấy năm thăng trầm của Phấn, thông cảm với việc phải mang máy chữ ra gốc cây bàng ở phố Hàng Bột để kiếm thêm. Bố vợ anh lấy giấy bút rồi viết mấy dòng như lời nhắn nhủ. Người xưa hay dùng văn tải đạo, còn thơ tải ý. Bố vợ học theo nên tránh nói thẳng, âu cũng là cách giữ thể diện cho con rể. Phấn luôn cảm kích điều đó. Tối khuya, sau khi xách nước đổ đầy thùng, trong lúc đợi vợ đi ngủ, Phấn mở tờ giấy do bố vợ viết rồi đọc to. Nhất nhân nan thuận, bách nhân ý. Bách nhân nan mãn, nhất nhân tâm.
Thiên nhân đồng trà bất đồng vị, vạn nhân đồng đạo bất đồng tâm. Một người không thể thuận theo ý trăm người. Trăm người không thỏa mãn tâm một người. Nghìn người uống trà nhưng vị không giống nhau. Vạn người học đạo nhưng tâm không giống nhau. Ngồi trong quán nước nhìn ra đường, cơn mưa sớm báo hiệu mùa hạ sắp tới. Phấn chẳng biết nên vui hay buồn, bởi anh vừa soạn đơn cho khách đầu tiên. Nếu mưa kéo dài thêm chút nữa, bữa nay coi như công cốc. Trời khéo chiều lòng người, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Lúc này, xích lô và xe đạp lại tấp nập ngược xuôi. Phấn vội kê bàn đặt máy, anh mừng vì trời mát mẻ hơn. Như vậy, bà con có nhu cầu thuê đánh máy, đỡ ngại đạp xe tới. Tất bật làm việc, Phấn nghe thấy tiếng xe máy chạy tới kèm tiếng nói oang oang. Ơi, thà chú làm đại lý bán sổ số còn đỡ nhọc, hôm nào ế thì ôm tất, khéo chúng luôn giải độc đắc khỏi kiến thiết thủ đô luôn. Thôi, lấy công làm lãi được rồi. Dù Chí kém mình 19 tuổi, Phấn vẫn tôn trọng cậu ta. Nhờ đôi lúc và đôi xăm do Chí mua hộ, anh đạp xe đi làm hàng ngày không còn nơm nớp, nỗi lo bị bục lốp. Còn một chuyện khiến Phấn cảm kích, xe đạp vợ anh đi làm hàng ngày do Chí đưa, nhưng 2 đồng cân vàng cậu ta quyết không nhận. Như vậy cậu xem mặt bắt hình dong, không hẳn là đúng. Chẳng rõ hôm nay có việc gì khiến người cháu họ tới tìm. Phấn gọi 2 chén trà trong lúc đợi khách. Liếc nhìn những hình xăm trên cánh tay của Chí, đôi lần Phấn tự hỏi, nếu khi xưa ở làng, đám cán bộ xã không nghiêm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, cuộc đời của Chí sẽ ra sao? Hỏi xong, ngẫm lại thân mình, Phấn tự nhủ, khéo Chí cũng thành một cán bộ, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về, cố ngồi cho đủ 8 tiếng ở cơ quan, sau đó dồn sức làm thêm để có thu nhập. Không bán điếu thuốc lào, Chí Sẹo mua luôn 2 điếu có cán để gã cùng ông chú rể họ phì phèo. Ngắm ông giáo chưa đến 50 nhưng hòm hèm bởi thiếu chất, gã biết cuộc sống của họ chẳng khá gì. Hôm trước bà cô đưa chiếc nhẫn vàng nhờ mua xe, gã giúp bằng cách giao xe không nhận vàng. Từ ngày ở trong đường dây của lão Thái Đen, tiền trong túi luôn rủng rỉnh khiến thời gian ghé sới bạc nhiều hơn. Dẫu chẳng nghiện thuốc phiện hay cờ bạc, Chí Sẹo vẫn nhận ra một điều. Trên đời không thú vui nào có sức hút mãnh liệt như cờ bạc. Nó khiến người ta quên ngày, quên tháng, quên cả vợ con khi cầm cố nhà cửa ruộng vườn. Biết đánh bạc là phạm pháp, thử hỏi mấy ai thoát được thú vui trần tục. Ngoài thú vui đó, việc hút thuốc phiện cũng khiến người ta đạt cảnh giới thoát tục. Chẳng thế, bao tài sản bay theo làn khói chẳng khiến con nghiện bận lòng, bởi họ muốn quên đi thực tại. Khi đã ném vào sới bạc khối tiền, sau đó con tim, khối óc, chìm trong sạch bán chẵn hay sạch bán lẻ của nhà cái. Việc tặng cô họ chiếc xe đạp cũ, nó chỉ như vậy nến. Lấy trong ba lô ra một số tờ giấy được dập khuôn từ bia đá, Chí Sẹo điềm đạm nói. Phiền chú dịch sang chữ quốc ngữ, tiền công khỏi nghĩ. Chiều mai, giờ này cậu ra đây, tối về tôi sẽ dịch luôn. Ngồi trong ngôi nhà cấp 4 lụp sụp tại ngõ Văn Chương, mặc cho đám rồi nhàng bay vo ve ở cống lộ thiên ra ngoài, Chí Sẹo vẫn điềm nhiên an tọa ở chiếc chiếu đậu trải giữa nền nhà. Nền nhà đất mấp mô, có lẽ cần bao xi măng cùng xe cát láng lại sẽ ổn. Nhưng đó không phải là việc của gã, bởi đây là ngôi nhà do tên đàn em Tuấn Khỉ được thừa hưởng sau khi song thân của nó lần lượt rủ nhau đi Văn Điển trong vòng có 1 năm. Rất may, cuối năm ông già nó mất, sang đầu năm, đến lượt bà già nó mất, cách nhau 3 tháng nhưng vắt qua 2 năm, vậy là không bị trùng tang. Nhiều lúc với mặt ngoài hàng nước cũng bất tiện, hết công an hộ tịch là đến cảnh sát hình sự nhớ mặt gọi tên, Chí Sẹo chọn ngôi nhà của Tuấn Khỉ làm đại bản doanh. Thay vì la liếm mãi làng Xuân Đỉnh đợi lão Thái Đen sai bảo, thấy đám đàn em đập mũi bồm bộp, Chí Sẹo nhếch mép cười nhạt, bởi chẳng có mũi nào đậu vào người, hoặc da của gã dày quá chúng không xuyên thủng. Theo lý giải của gã, do máu bị đắng nên bọn rồi muỗi tránh xa. Còn những kẻ đỏ da thắm thịt cùng đám cán bộ dễ bị muỗi sơi. Đợi tên đàn em bưng mâm có nguyên một xoong gang bốc khói nghi ngút đặt trước mặt, gã tặc lưỡi
vì để lũ này vào bếp chả mong gì bát đũa tử tế. Ăn món nóng nhưng chỉ có mấy đôi đũa cọc cạch cùng muôi gỗ, thậm chí đến cái bát mè chẳng có, Chí Sẹo lừ mắt quát. Sáng nào mày cũng sờ mông con bán xôi. Giờ ra mượn bát đũa tử tế về đây, nếu không khỏi ăn. Người có phải lợn đâu, để bà đâu cũng hốc. Biết tính là nanh nói ít, nhưng nếu cần sẽ cực phũ. Tuấn Khỉ vội đi mượn 4 chiếc bát sứ hải dương cùng những đôi đũa mun đàng hoàng. Bàn mới nên trôn bát đều có vết sơn đỏ đánh dấu cho đỡ nhầm. Còn đũa mun chắc chỉ dùng những dịp trọng đại. Thường ghé nơi đây, Chí Sẹo biết ngôi nhà do Tuấn Khỉ thừa hưởng vốn có đủ mọi thứ. Sau một thời gian ngắn, tên đàn em khiến mọi thứ rơi rụng dần. Ngay như hôm nay, để nấu món su hào cùng xương bò trên chiếc song gang đã bị mất nắp. Đó cũng là sự cố gắng đáng ghi nhận. Bình thường, khi vào cầu son, gã sẽ đưa mấy tên đàn em ra ngoài đánh chén. Ngả nỗi, dạo này móm xều, thèm ăn nên đành cây nhà lá vườn. 4 củ su hào do Tuấn Khỉ xin đều ngoài chợ. Chỗ xương bò cùng bạc nhạc được mua chịu còn rượu luôn sẵn. Vậy là cả lũ được bỡ nhờn môi, nhờn mép. Dù mới chấm hè, trong ngôi nhà lá ẩm thấp vẫn nóng hầm hập. Chí Sẹo cởi áo cho mát. Gã lầm bầm chửi lũ đàn em nấu món này không hợp, làm vài xiên chả chó khéo lại tươm. Ngắm 3 thằng đàn em còm nhom hụt mặt vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày, gã thừa biết những lần ngồi sới bạc thâu đêm suốt sáng, kèm theo đó là việc ăn uống thất thường, khiến cả bọn nhìn chẳng khác nạn dân nằm ất dậu. Tuy vậy, hễ có việc, bọn này sẵn máu liều cộng với sự nhiệt tình, chỉ cần gã ho nhẹ một tiếng lập tức tất cả tình như sáo lao vào làm chẳng chút kêu ca. Giai đoạn này cả xã hội khó khăn, gã cũng đám đàn em ngụp lặn nhưng chưa mát mặt. Mọi việc đều khó, kiểu như thách nhau nhà đực tiền của bộ đội. Chợt phát hiện ra điều thú vị, Chí Sẹo nói. Tao chưa từng ghé vườn bách thú, nhưng ở đây chẳng thiếu con nào. Ớ người một lát, cả 3 tên đàn em nhăn nhở cười, vì chúng nhận ra một điều, ngoài đại ca, cả bọn đều gắn tên với loài vật như hung gấu, toàn voi, tuấn khỉ. Đúng như câu cửa miệng của bà con hay nói, về thủ đô xem khỉ, gấu, voi. Không hẹn mà gặp, bầy thú chẳng có rừng để kiếm ăn, chúng trở thành đàn chó hoang nhặt đồ ăn thừa nơi bãi rác. Đó là Chí Sẹo đánh giá lũ đàn em như thế. Đúng như câu hồ về đồng bằng thành chó con. Gã biết ở Hà Nội chẳng thiếu anh tài, nhiều đại ca còn thân bại danh liệt. Do vậy, gã ẩn mình chờ thời, nếu manh động, khéo cả lũ dẫn nhau vào nhà đá. Dẫu biết ghé nhà tên đàn em đánh chén không được như ngoài quán. Trong thời buổi khó khăn, nồi canh có mùi gây của thịt bò vẫn ăn đứt đĩa rau muống luộc. Chí Sẹo tặc lưỡi uống rượu rồi đưa cay bằng miếng thịt bò dai như quai dép cao su. Còn lại su hào trái vụ, nó chỉ có sơ, chẳng nhai nổi. Biết 3 tên đàn em mong vụ làm ăn mới còn hơn chó hóng tát ao. Sau khi nốc cạn chén rượu thứ 2, gã lấy trong túi quần ra mấy tờ giấy đánh máy cẩn thận, rồi giải thích. Thánh tiền sư lão thái đen, định lừa tao. Ngôi mộ cổ bên Bắc Ninh là của một ông quan triều Lê. Nếu đào bới chỉ mất công, chẳng có vàng bạc đâu. Sao ông ý nói là mộ của bà Quý Phi? Tin lão ý đổ thóc giống ra để mà ăn. Dù muốn có nhiều tiền, vốn tính cẩn thận, Chí Dèo đã sai lũ đàn em dập lại nội dung bia mộ. Sau đó gã nhờ ông chú họ dịch lại. Lão thái đen chẳng ngọng gì, rất có thể muốn mượn tay gã triệt phần âm của người khác. Kể cho lũ đàn em về việc đào mộ quốc mà chỉ chuốc lấy vần đen, thà lên mặt ngược buôn lậu còn hơn. Chuyện tâm linh vốn chẳng lý giải nổi. Hãy tin còn hơn là báng bổ. Thấy nói với 3 thằng khỉ gấu voi như đàn gầy tay trâu, bởi ngoài nốc rượu, gặm xương, chúng chẳng bận tâm. Chí Sẹo gằn giọng. Chúng mày hốc đấy tệ, nhưng chớ đào trộm mộ, sau chết không kịp ngáp. Em thấy nhiều bọn vẫn về các vùng quê đào trộm mộ cổ ấy. Đời cha ăn mặn, thì đời con khát nước. Chí Sẹo thừa hiểu, ông bố gã đào huyệt mò xương nhặt cốt là công việc hợp pháp. Nó khác hẳn việc đào mộ cổ để lấy trộm cổ vật. Dẫu chẳng học cao, gã đích tin mấy ngôi mộ đó nhiều đồ tùy táng. Tất cả chỉ có trong sách tàu ngày trước. Khi lão thái đen muốn biến gã cùng 3 tên đàn em thành con dao pha, Chí Sẹo vờ như phục tùng, nhưng có chủ kiến riêng. Đúng như câu che già măng mọc, gã kiên nhẫn ở đến lúc hất cẳng lão già vừa xấu vừa đen để thế chỗ. Vốn chẳng bận tâm đến câu nhất lé nhì lùn,
Quả thực lão Thái Đen không những quái tướng còn lắm quái chiêu. Chẳng thế dù chỉ cao 1m52, lão ấy lại cầm đầu đường dây buôn cơm đen có những kẻ cao tới 1m8. Với những kẻ như lão Thái Đen, chiều cao chẳng là gì so với thứ chứa trong đầu. Nếu không, tất cả gọi chung là bã đậu. Trong ba thằng đàn em chỉ đâu đánh đấy, Chí Xẻo ưng nhất thằng Tuấn Khỉ. Đấy nó là thằng ăn được và làm được, sau này sẽ là cánh tay đắc lực của gã. Biết hôm nay mất điện cả ngày, buổi tối không chắc có điện làm việc, Chí Xẻo thông báo. Sới bạc nhà lão Tùng Híp, dạo này có bọn lái xe lắm đạn. Tối nay, ta sẽ qua đó, để cò gỗ mổ cò thật. Đại ca có cần bọn em lượn vòng ngoài không? Chúng mày ngồi chơi đầu đít ở hàng nước. Nếu vào cầu đậm, tao đãi một trầu gái tơ ngoài hồ Hoa Lê. Nếu móm, thì xôi bát phở ngó rồi về. Đại ca khéo đùa, gái tơ nào ngoài đó. Nhưng bọn em chẳng dám chê. Cơn mưa rào khiến nước hồ dâng cao. Dù mưa tạnh nhưng nhiều chỗ đã ngập ngang bắp chân. Mò mẫm trong bóng tối, nhiều người sợ sa chân xuống hố ga mất nắp, số khác lại sợ trượt chân vào hố vôi bên đường. Dù vôi đã nguội, nhưng chẳng sung sướng gì. Không cần đèn pin, Chí Xẻo vẫn bước phăm phăm, bởi gã dành con ngõ vào nhà lão Tùng Híp như lòng bàn tay. Dù con gái lão Tùng Híp kém sắc, gã vẫn mất la mày lém, bởi đó là gái nhà lành, ăn đứt mấy con đượi chuyên đứng dựa gốc cây. Thầm thột với con gái lão Tùng Híp, gã được ăn được nói, được gói đem về, chưa kể còn chẳng lo bị nổ ống bô, rồi tốn tiền cúng cho con mụn lăng băm chuyên bán thuốc đặc trị giá cắt cổ. Chưa vội bước qua cổng nhà lão Tùng Híp, liếc nhìn quanh ngõ thấy bóng dáng quen đứng nấp sau bụi chuối. Chí Xẻo nở nụ cười rồi tiến lại gần. Không một động tác thừa, một tay gã ôm cứng con gái lão chủ sới bạc, tay còn lại cầm chỗ tiền cô gái đưa cho. Khi nhận được tình yêu của cô gái dại khờ, gã chiếm luôn cả thân xác lẫn tiền của cô ta. Có đôi lần, gã tự an ủi, tiền đó do lão Tùng Híp mở giới thu hồ, gã nhận tiền từ con gái lão đó, âu cũng là của thiên trả địa. Vậy là công bằng, của đáng tội, hễ cầm tiền đánh bạc, gã thấy cô ta cũng chẳng xấu lắm, không dở hơi giống ông bô ở làng, già hai thứ tóc trên đầu còn cưới vợ, gã thấy chưa đến tuổi 30, chừng đó phải bay nhảy để thấy cuộc đời đáng sống. Chứng kiến ông chú Phấn gần 50 tuổi vẫn bị cơ máu gạo tiền đè nặng, ngu gì chui đầu vào cái thòng lọng được gọi là hôn nhân. Tuy nhiên, do con gái lão Tùng Híp ưa nịnh, gã thường xuyên rất mật vào tai để có thứ mình muốn. Con chó tinh khôn nằm trong sân, có lẽ nhận ra cô chủ đang ngẩn mình sau cây chuối, nó chỉ gừ gừ vài tiếng rồi quay vào nằm ngay hiên nhà. Sau màn ái ân vụng trộm, Chí Xẻo buông cô gái mặc lại quần áo, gã háng giọng đi vào trong sân, nơi con lão Tùng Híp đang ngồi trên ghế đầu để canh chừng. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, thấy gã xuất hiện, lão Tùng Híp đã mát mẻ. Mày như hồn ma bóng quế vậy, đến chó chẳng buồn sủa. Nó biết người tôi toàn mùi giường mẹ, bố bảo chả dám mất trật tự. Trong căn buồng đóng kín cửa, do được góp ý, lão Tùng Híp đã đầu tư một đắc quy ô tô. Nhờ vậy các con bạc không phải người mùi khét của dầu, còn ánh điện nhìn rõ hơn nhằm tránh cờ bạc bịp. Chí Xẻo thấy có gần chục con bạc khát nước đang sát phạt nhau. Mấy gã ở đầm xét nhẵn mặt, bọn cờ bạc gạo nhưng ví mỏng không chấp. Một gã bụng to như bà chửa vốn trên móc túi ở bến xe Kim Liên, giờ sơ gan cổ trướng vẫn miệt mài đỏ đen. Chí Xẻo thầm nghĩ, con bạc đó chết đi, trong quan tài phải rắc đồ các thể loại như tổ tôm, tam cúc, đồng xu chẵn lẻ. Ngoài những gương mặt quen, có hai tay lái xe nổi bật do mặc áo sơ mi kẻ tiệp và đeo đồng hồ SK mặt lửa, chứng tỏ là kẻ có tiền. Đích thì là cánh lái xe quá cảnh sang Lào, không phải dạng lái xe tải bắt nghĩa quân dọc đường. Liếc nhìn con đồng hồ Pondo trên tay, Chí Xẻo thầm nghĩ, nghèo thì lâu, giàu mấy nỗi. Gặp ngày và cầu son, Chí Xẻo thắng liên tiếp. Số tiền con gái lão Tùng Híp vì dại trai dối cho, giờ đã gấp nhiều lần như thế. Dân cờ bạc kiêng dính đến gái sợ đen, gã thấy bọn đó mê tín dị đoan. Bởi ít phút trước, gã cùng con gái lão Tùng Híp đâm sấp bồ ngựa ngay bụi chuối, giờ vẫn đỏ như hoa dâm bụt. Nhớ đến lời hứa sẽ đãi ba thằng em một bữa ngoài hồ Ha Le, gã phấn khích muốn chơi thêm chút nữa rồi nhường sới cho kẻ khác. Tay lái xe mặc áo kẻ tiệp tháo đồng hồ SK khỏi tay, có lẽ muốn gỡ lại nên trời xanh chín.
trong khi tay còn lại móc túi, lấy bao thuốc ba số rồi bước ra ngoài châm lửa hút thuốc. Khi gã vào vận đỏ, Chí Sẹo biết con đồng hồ SK mặt lửa sớm muộn sẽ vào tay mình. Bởi nhà cái thích tiền tươi thóc thật sẽ bán luôn. Chẳng còn chê con gái lão Tùng hiếp kém sắc, Chí Sẹo tính nhanh trong đầu. Đêm nay ôm tiền, rồi khều con bé về hợp tác xã Thành Đồng, kể cũng thú. Lão hiếp có con chẳng quản được, biết trái cài. Từ phòng ngoài có tiếng xô đẩy, tiếng lão Tùng hiếp hét to. Ôi làng nước ơi, công an vô cớ đánh người. Vừa nghe đến hai chữ công an, các con bạc nháo nhào vơ tiền nhưng đã muộn. Sới bạc là phòng ngủ nhà lão Tùng hiếp chỉ có một cửa, đứng ngăn ngữ là ba người công an. Còn cửa sổ dù đóng chặt, ở bên ngoài có lực lượng dân phòng hỗ trợ. Chí Sẹo vơ tiền đứng dậy. Gã tính sẽ đạp một con bạc về phía công an, nhân lúc lộn xộn sẽ đánh bài chuồn. Bất ngờ con bạc mặc áo kẻ tiệp chộp cổ tay gã rồi điểm huyệt. Chỉ đến khi hai tay bập vào cổng số 8, Chí Sẹo cay đắng nhận ra. Hai con bạc tường khách sộp hóa ra là công an. Vậy hết đường chối cãi. Đứng đợi bên công an gọi thợ ảnh từ ngoài phố vào. Chí Sẹo thấy người công an mặc thường phục viết lên tấm bảng gỗ dòng chữ. Chủ chứa bạc Nguyễn Văn Tùng. Gã biết, lão Tùng hiếp sẽ lĩnh án nặng nhất. Còn những con bạc được gãy ghẻ trong tù từ 6 tháng đến 1 năm. Lướt nhìn con gái lão Tùng hiếp mặt xanh như đít nhái. Chí Sẹo thở dài, tự trách mình dính đến chuyện đó nên đen hơn chó mực. Hóa ra các cụ dạy cấm có sai. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sau thủ tục kiểm tiền là tang vật cùng bát đĩa những đồng xu. Lão Tùng hiếp đi hàng đầu tiên, những con bạc lếch thếch theo sau. Cay đắng vì xa cơ, gã thầm mong nhà nước sớm thả, vì cơm gạo đâu để nuôi đám tù vặt. Phòng tạm giam mở ra, Chí Sẹo bước vào đã thấy một đám cô hồn tháng 7 nhất loạt ngồi dậy. Chưa kịp có màn chào hỏi, cửa khóa lại khiến bên trong tối om. Dù đã khuya, một tên có vẻ cầm đầu ở đây hất hàm hỏi. Chúng mày vào đây tội gì? Khi biết đám mới vào là dân cờ bạc, tên cầm đầu sai đám tay chân đi lục túi của những con bạc. Dù hắn biết tiền đã bị tịch thu. Thắt lưng và quần âu được cởi ra, chủ yếu xem có dấu tiền trong đúng quần không. Đương nhiên nếu đồ tốt sẽ bị tịch thu. Chẳng bận tâm đến đám rồi nhạng vo ve, Chí Sẹo nằm chợp mắt một lúc. Bởi dù mây mưa kiểu tàu nhanh nơi vườn chuối, đôi mắt của gã díp lại, khó cưỡng. Chẳng rõ mình thiếp đi bao lâu. Đến khi màng sườn dính cú đá kèm theo tiếng chửi cùng tiếng quát. Dậy cởi quần để kiểm tra, đại ca đã cho mày nằm chưa? Hít một hơi thật sâu, lấy tay xoa chỗ bị đá, Chí Sẹo bật dậy nhanh như sóc. Đồng thời gã tóm tóc thằng danh con dìm đầu xuống, để đầu gối thúc vào mặt, còn cùi tay trả đòn vào mạng mỡ. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào. Nhưng đòn thù của gã nhanh, mạnh dứt điểm khiến thằng rời đánh người mềm mọt. Tung chân quét nhanh vào ống đồng của hai thằng định lao tới. Chí Sẹo ném mạnh nạn nhân của gã vào góc phòng. Giống như chiếu tướng trên bàn cờ, không bận tâm đến tiếng rên la của những kẻ dính đòn, Chí Sẹo bước nhanh tới trước mặt kẻ được phong là trưởng buồng, gã hất hàm. Làm tí văn nghệ văn gừng cho đỡ buồn nhỉ? Một rừng không có hai cọp, nơi tạm giam cũng chẳng thể có hai kẻ làm trưởng buồng, mà tư hùng là không thể tránh khỏi. Chứng kiến ba tên đàn em dính đòn, sau đó bị khiêu chiến trực diện, tay trưởng buồng không lùi, phải tiến. Y tự tin bởi có vũ khí tự chế từ nắp sữa ông Thọ giấu được. Không hổ danh là kẻ xưng hùng xưng bá. Tay trưởng buồng vung tay ngang cổ đối phương. Miếng kim loại mài kỹ sẽ làm phần việc còn lại. Máu văng ra kèm tiếng hộc đau đớn. Kẻ liên tiếp chịu đòn không phải là Chí Sẹo. Gã kịp thời nghiêng người né đòn rồi ra tay đáp trả. Không giống bọn lâu la dính đòn nằm một chỗ. Với kinh nghiệm đánh rắn dập đầu, Chí Sẹo vận công thẳng tay phang, khiến đối thủ chẳng ngóc đầu lên được. Cầm trên tay mảnh kim loại sắc nhọn, Chí Sẹo kề sát cuống họng tay trưởng buồng, gã lạnh giọng. Giờ đến lúc hái hoa dân chủ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Cha và Con Trai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.